Mới bị thôi miên. Bấm like và subscribe ngay bây giờ. Nếu không chẳng gì xảy ra cả, tại vì mình không phải là nhà thôi miên. Bây giờ thôi, chơi thôi. Đem một tựa game có tên là Make Me Angry. Hãy chọc cho tôi điên lên. Đọc tựa đề thì tựa game rất là nhân văn thôi các bạn. Mà đầu tiên á là mình phải cần cắt cái diều của thằng này ra. Tôi xin lỗi. Mình đã trở thành cái thứ mà mình ghét nhất các bạn ạ. Hồi nhỏ mình cũng y chang luôn, mình có một con diều đúng không? Nó làm bằng giấy, tại vì hồi đó mình không có tiền để mua con diều. Mặc dù nó có 10.000 thôi, nên mình đã cắt cái tờ giấy ra làm con diều. Rồi mình thả nó lên bầu trời đúng không? Mình bay cái thứ. Rồi trong số mình có một thằng bắt nạt, chứ đơn giản là nó... À, cái này thì mình chia cho máy tính mà, là sao mình có thể kéo nó ra? Come on! A few moments later. Không, thật ra rất là lâu. Đó, 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 các bạn coi nè, đó, làm được rồi, làm được rồi, làm được rồi. À, thật sự chứ mà dành thời gian chỉnh cái game này còn lâu hơn cả thời gian mình chơi game này nữa. Nó giống như cảm giác mà ngày hôm nay mình sẽ học bài, chắc chắn luôn. Nhưng mà 5 phút sau. Cái gì? Làm sao để phá một cặp đôi đang hạnh phúc hôn nhau? Mình không quan trọng, nhưng mà mấy này nó cho mình ăn cơm chó là mình thấy ghét rồi đó. Mình chỉ thả những quả táo ra trên đầu nó. Hãy cảm nhận sức mạnh trọng lực đi. Thằng bạn mình cũng y chang đó. Lên trường suốt ngày không học thì học đâu, phương trình thì không giỏi. Rồi thằng nghe nhạc hả? Đơn giản thì không cho nó nghe nhạc nữa. Để tao nghe cho tao mày. Sao nó không chịu? À, nếu như mình có thể kiểu như hét to hơn cái âm nhạc của nó thì sao ta? Cảm nhận không tác dụng rồi. Rồi thì ok, quăng nó xuống nước. Chỉ âm nhạc thôi mà làm gì căng thẳng như vậy. Có mấy thằng nó lấy âm nhạc rất là nghiêm túc hả? Có lần mình nghe nhạc chung với thằng bạn của mình đúng không? Xong mình lỡ bấm cái nút chuyển bài á. Từ một cái bài đang du dương, nhẹ nhàng, yêu đương, chuyển qua một cái bài vừa kinh phong các bạn. Mà mình phải bổ sung một điều là mình từng là bạn. Nó có lý do hết á. Mà chỉ có vô vẻ thằng này nó đang kiểu như I'm a gangster, không sợ thằng nào hết. Nhưng mà sẽ ra sao? Sẽ ra sao khi mà lũ chó này tỉnh dậy? Bạn có đang vui không? Chờ tới năm sau nha. Không. Let's go. Thằng này đang chơi Flappy Bird hả? Tắm máy tính của nó. Ơ? Được luôn hả? Mày láo nha. Thôi mày nghĩ có rút... À, dây điện. Rút dây điện. Ơ, trong này có cái gì không? Ồ, cắt dây điện được không? À, lấy cái ghế đó ra. Thiệt luôn, thằng này nó ngồi với cái gì vậy? Nếu như mình không thể lấy... À, mở tủ ra, nhét cái ghế vô. Cái này còn phải cái ghế nữa. Thiết ghế nó phải như vậy chứ. 5 triệu bạc chứ. Chứ cái này là cái gì? Cái như là nó ngồi như bị cắt tông á các bạn. Ồ. Ok, mở cửa ra, gấu vô. Nè, đó. Lúc mà... À, lúc mà nó tắt cái này á là mình sẽ kéo cái ghế ra. Thôi bói nào. Nè nó có cái gì nè, nó có cái gì đây nè. Nó không có hiểu. Game này là game con nít mà sao nó khó quá vậy? Hay là do mình ngu ta? Chắc là cái đầu tiên rồi. Mình sao thấy ngu được. Mình là niềm tự hào của nhà họ Trần. Ơ. Là mình chỉ cần kéo cái tủ đó thôi hả? Thời luôn, cái game này tên là hãy làm cho nó tức đi. Nhưng mà mình đang là người tức đây nè các bạn. Tôi là nạn nhân á. Giờ mấy ông đang sửa nhà hả? Sửa nhà thì kéo cầu thang nó cho nó té. Sao game này bạo lực quá vậy? Em ơi quậy lên. Nhặt lên thứ bảy đi vào ba. Nhặt lên quậy gì đó. Tôi không coi TikTok. Chắc phải coi TikTok rồi đủ thời gian mới được chơi đúng không? Chứ không thì tôi thành ông già mất tiêu rồi. Thứ bảy mới chảy về chim nha. Ok. Lần này là máu chảy về chim thiệt. Gặp gangster chặn đường bạn xin tiền thì bạn phải làm gì đây? Ủa là mình phải chọc tức thằng nào đây? Cái thằng gangster là cái thằng đang bị gangster ăn hiếp. Không, mình là con người công lý các bạn. Mình phải ra tay giúp đỡ kẻ yếu. Rồi quýnh chết mỡ này đi. Ok. Chắc là ngược rồi. Để mình cầm cái kính nó ra coi hay là gì đó thùng rác nè. Đổi đầu nó. Ờ lấy cây quăng thùng rác. Đây chính là lý do mà các bạn nên học võ đấy các bạn. Trong cái tình huống khó xử như thế này á, chỉ cần một cú đấm thôi là một chuyện sẽ có thể giải quyết. Trừ khi nó mang theo dao, súng và gậy. Một ngày đẹp trời thằng này đã ăn kem đúng không? Xí thật là
khá là buồn nếu như có gì đó xảy ra đúng không nè. Tôi có làm gì đâu nè. Tôi có biết cái gì đâu. Nói sao từ màu vàng sẽ ra sao nếu như mình quẹt cái sơ màu đỏ là nhỉ. Chắc là mình phải để nó tự phá hoại nó. Có bị bắt thì tôi khai là tôi có làm gì đâu. Thằng này nó tự sơn cho nó màu đỏ mà đúng không? Tôi sẽ cháo hai cái sơn lại đó. Ủa, ai làm vậy ta? Ngồi trong nhà vệ sinh nè. Tôi nghĩ đây là cái tình huống khó xử nhất luôn nè. Tưởng tượng đi, các bạn ngồi trong nhà vệ sinh đúng không? Trong nhà không ai cả. Và các bạn quay qua. Một khoảng thời này ai dùng giấy vệ sinh nữa? Mày bị khùng hả? Mà tao dùng vòi nước hết chứ. Nó không biết gì hết, mình sẽ kéo hết luôn. Nhặt nó lẹ đi. Chưa tới 5 giây mà. Dù tới 5 giây rồi đó, thằng ngu. Nó đang ăn mì ramen bằng tay. Bằng tay? Mày giỡn tao đó hả? Đây là một sự xúc phạm cho một thằng weebu văn hóa Nhật Bản như tao. Sẽ đổ hết tương ớt vô đầu mày. Nhanh hết đi. Cười nửa miệng. Thằng này nó đang vẽ một bức tranh khá là tuyệt vời gì đó. Sẽ thật là tệ nếu như ai đó chắc chắn không phải là tôi rồi. Lấy cái sơn này quẹt lên. Không được hả? Đây có cái bút này. Đây có tôi. Đó sẽ ra sao nếu như mặt trời biến thành một cái hố đen nhỉ? Bây giờ nó thành cái trò cười rồi. Y hệt như mình luôn. Mình rất là ghét một mỹ thuật luôn á. Nghệ thuật á, nó không có giới hạn, hiểu không? Các bạn không thể giới hạn một cái bức tranh nào đó bằng một con số được. Ví dụ như là con số 3 điểm của mình chẳng hạn. Nghệ thuật là nghệ thuật chứ. Bây giờ tôi thích vẽ con bò hình vậy được không? Ai cấm? Em tóc hồng này ngon đấy. Nhưng thằng nhóc này nó là ai nhỉ? Nó là em, là chồng hay là con? Tình huống nào cũng tệ hết trơn á. Mình phải lờ bỏ nó. Thằng nhóc này nó phải bị thủ tiêu. nấu ăn hả? Thì vặn lửa to lên. Ăn than đi. Các bạn có biết rằng cơ thể chúng ta đa số làm từ than không? Không phải là than, nó chính xác hơn là những phân tử carbon đó mà các bạn thôi, các bạn không hiểu đâu. Nó làm gì cho mệt. Khi nào các bạn học tới lớp 8 học khóa rồi á, quay lại coi video này nha. Lúc đó mình sẽ chào đón bạn và mình sẽ vui lòng giải thích. Chung mô thức hả? Thật ra thì mình có một cái chung mô thức chạy bằng cơm các bạn. Mẹ của mình á, sáng vô là sao mày đi học đi, mày không đi học là mày không ăn là mày chết rồi, tao đấm mày á. Khó xử lắm. Mình nghĩ là tạt nước vô mặt nó là một cái vinh dự đó rồi. Rồi đang tắm hả? Nếu như có ai đó xem lén không vậy? Cỡ ra. Ủa, mình tưởng có gì đó ở đây chứ. Mà thằng này người que mà, ống tông ống teo. Chắc là bấm cái nút màu. Cái này hợp mình lúc như ở Đà Lạt luôn các bạn. Mình lên đó là mình lạnh cống luôn. Kiểu như là nước thì rất là nóng mà trời thì rất là lạnh. Bây giờ các bạn không vô nước nóng lên người các bạn sẽ lạnh tới chết. Còn các bạn mà vô nước nóng lên người các bạn sẽ nóng tới chết. Một tình huống ngàn cân treo sợi tóc rất khó xử luôn. Một là bạn chết như một con gà luộc, hai là như một con gà đông lạnh. Này, văng game luôn rồi, mình không hiểu thế giờ tại sao mà mình mình chơi tới đó cái game nó văng luôn. Vâng, và đó chính là Make Me Angry, hay là như tôi giận dữ. Nếu như bạn thích video này, quên lại cho mình một like, một share, một subscribe. Và mình có một điều rất là quan trọng để thông báo nè. Thì các bạn có thể qua kênh mới của mình là Trà Gaming nè. Mình sẽ đăng những video Minecraft ở trên đó. Và vậy đó, mình đã có 5 video rồi. Mong là các bạn thử qua đó ủng hộ cho mình nha. Mình sẽ đăng hai kênh thường xuyên. Và bây giờ thì bye bye.